Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bế tắc của Thủ tướng. Nếu nền kinh tế dựa vào nguồn lực từ sản xuất, công nghiệp, thì đấy là nền kinh tế có nền tảng vững chắc. Nhìn lại nền kinh tế của Nhật Bản và Hàn Quốc, họ dựa vào cái gì? Nền kinh tế của hai quốc gia này, ai cũng biết, là dựa vào khoa học và công nghệ tiên tiến. Đã nói đến khoa học, công nghệ, thì nói đến nền kinh tế tri thức. Ngay cả những quốc gia không nổi tiếng về sản phẩm công nghệ trên thế giới, thì những thành phần kinh tế dịch vụ của họ cũng dựa vào chất xám nhiều hơn là dựa vào lao động chân tay như tại Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam đang dựa quá nhiều vào bất động sản. Được biết, thị trường bất động sản và các ngành nghề liên quan những năm vừa qua đã đóng góp trên 20% GDP của Việt Nam, một tỷ lệ được cho là quá cao trong nền kinh tế. Chính vì thế mà sự trồi sụt của thị trường bất động sản kéo theo nền kinh tế đất nước cũng khốn đốn theo. Việt Nam đã qua 2 năm sau đại dịch, nhưng nền kinh tế thì vẫn cắm đầu trong bể khó khăn. Cùng lúc đó là thị trường bất động sản lại đóng băng, các đại gia bất động sản lần lượt bị bắt giam. Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết, Trương Mỹ Lan, v.v. đều là những đại gia bất động sản từ Bắc chí Nam. Ngoài ra, đại gia Lê Thanh Thản, người đang dính quá nhiều sai phạm, cũng là người kinh doanh bất động sản. Ngành bất động sản tạo ra sản phẩm của nó là nhà ở, chung cư, khu thương mại, v.v. Nhà không thể xuất khẩu, nên cuối cùng nhà làm ra rồi bán cho người dân Việt Nam, cũng là bán cho người nước ngoài nhưng không đáng kể. Việc mua đất xây nhà rồi thổi giá đất lên giá thật cao chót vót để kiếm lời là cách làm giàu kiểu móc túi, chứ không phải là làm giàu bằng cách tạo ra sản phẩm tiêu dùng cho xã hội như các ngành sản xuất. Đầu tư bất động sản giàu rất nhanh, nhưng đó là cách làm giàu cho các đại gia, chứ đất nước không thể giàu lên được. Người này giàu lên thì ắt có người kia lại nghèo đi. Lấy ví dụ như vụ Thủ Thiêm thì rõ ràng nhà nước lấy đất của dân 18 triệu đồng mỗi mét vuông, nhưng lại giao cho doanh nghiệp bán ra tới 350 triệu đồng mỗi mét vuông. Thế mới tạo ra dân oan khắp nơi cả nước, và họ đã bị tước đoạt quyền sống và kinh tế của mình. Đấy là hình thức làm giàu theo kiểu tước mất tài sản của người nghèo, người thấp cổ, bé họng và trao cho người giàu. Để cứu lấy nền kinh tế thì cũng lại bám vào bất động sản. Vì lâu nay nền kinh tế của đất nước này không dựa vào chất xám mà phụ thuộc quá nhiều vào bất động sản, nên dù biết cứu bất động sản thì người dân sẽ càng vượt mất cơ hội an cư, nhưng không có cách nào khác, buộc phải cứu. Công nghệ Việt Nam thì có gì đâu, chẳng có gì cả. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa sản xuất được con ốc vít đúng tiêu chuẩn quốc tế cho cái máy điện thoại, thì nền kinh tế này làm sao đứng trên đôi chân công nghệ cho được. Có người cho rằng Việt Nam này đã khác, đã có VinFast sản xuất được xe mang thương hiệu Việt. Tuy nhiên, vụ bê bối lộ tẩy xe VinFast đặt hàng từ A đến Z ở Trung Quốc rồi chỉ mang về Việt Nam lắp ráp và dán thành thương hiệu của Việt Nam thì một lần nữa chứng minh rõ ràng nền công nghệ của Việt Nam là con số 0 tròn trĩnh. Ông Phạm Minh Chính đang tháo gỡ khó khăn cho bất động sản. Khi nền kinh tế đã lao dốc thì với vai trò của người đứng đầu chính phủ, ông Phạm Minh Chính sẽ bế tắc trong vấn đề vực dậy nền kinh tế. Bởi nền kinh tế sản xuất gia công của Việt Nam thì lại phụ thuộc vào đất đặt hàng từ nước ngoài. Muốn vực dậy nền kinh tế sản xuất cũng khó bởi có yếu tố bên ngoài chi phối. Giờ chỉ còn tháo gỡ khó khăn cho bất động sản, mặc dù ông Thủ tướng thừa biết bất động sản mà hồi phục lại thì lại tiếp tục thổi bong bóng vào thị trường, khiến cho người dân ngày càng mất đi cơ hội sở hữu nhà ở. Một nền kinh tế dựa vào bất động sản quá nhiều là nền kinh tế què quặt. Việt Nam sẽ không thể phát triển được nếu cứ dựa dẫm vào lĩnh vực này để lấy con số tăng trưởng. Việc thổi bong bóng vào thị trường bất động sản cũng dẫn đến vòng luẩn quẩn. Bất động sản phát triển nóng, sau nóng lại là đóng băng, sau đóng băng là giải cứu. Cứ như vậy, vòng luẩn quẩn tuần hoàn gặp lại. Các đại gia bất động sản thì được cứu, còn người dân thì ngày càng mất cơ hội an cư. Để giải cứu nền kinh tế rõ ràng, ông Phạm Minh Chính đang bế tắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bế tắc của Thủ tướng, nền kinh tế dựa vào bất động sản quá nhiều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất,
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giáo dục siết cổ, một kiểu giáo dục phi nhân bản nhưng lại muốn sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Giáo dục là một nền tảng xã hội cho tương lai, cho nên giáo dục rất cần sự tự do, cần tính độc lập của nó. Một cái cây mà muốn biến thành công cụ của con người thì phải đốn hạ và đọt ghẽo, gọt đẽo sau khi sử dụng hết vòng đời thì cái công cụ ấy cũng xác sơ, không còn hữu hiệu. Một nền giáo dục bị lạc lối. Từ năm 1946, ông Hồ Chí Minh đã gửi gắm tham vọng sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu vào trong lá thư gửi học sinh như ngày khai trường. Ngày đó, ông Hồ Chí Minh suy nghĩ về giáo dục có một ý đúng và một ý sai. Ý đúng là nền giáo dục là nền tảng đưa đất nước tiến lên. Ý sai là ông đã biến giáo dục thành công cụ cho đảng. Ông và đảng của ông đã cố nhào nặn ra những thế hệ phục tùng, biết vâng lời thì tất nhiên phải triệt tiêu sáng tạo của họ. Hiện nay, tại các nước văn minh, người ta miễn học phí giáo dục. Người dân đã không phải bỏ tiền ra mua con chữ, mà con chữ họ nhận được là con chữ có chất lượng. Bởi ở đấy, người áp dụng nền giáo dục khai phóng, nhân bản. Đó là nguồn gốc tạo nên một xã hội tử tế. Còn chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngược lại, họ không những không miễn phí giáo dục, mà còn có xu hướng để cho các trường tự túc tài chính. Từ đó các trường tự đặt ra mức học phí cao chót vót, vượt quá tầm với của những người bình dân tại Việt Nam. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đã bán cho dân con chữ với giá quá cao, mà chất lượng thì lại vô cùng thấp. Người dân không thể móc tiền túi ra mua, bởi nếu không mua thì con em họ không có được bằng cấp cần thiết cho cuộc sống về sau, nên bằng mọi cách họ phải mua lấy nó. Một nhà nước có nhân văn hay không là nhà nước biết dành cho dân những giá trị cốt nhọ lõi, chứ không phải ép dân thực hiện những gì mà mình muốn. Vì nhà nước Việt Nam là một nhà nước giả dối với nhân dân, nên nền giáo dục cũng như thế, chỉ dạy những giá trị của đảng, những thứ mà thế giới văn minh đã vứt bỏ đi hơn 30 năm trước. Giáo dục đã lạc lối thì không biết sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như thế nào đây. Vào ngày 15 tháng 8, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã gặp gỡ các nhà giáo. Gần 6.300 ý kiến của các nhà giáo đã được gửi đến trước sự kiện này. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên. Tuy nhiên, trước sự kiện diễn ra, Bộ Giáo dục Đào tạo đã nhấn mạnh đây chỉ là cuộc chia sẻ động viên, chứ không đối thoại và trả lời các câu hỏi, kiến nghị. Nghĩa là ông Sơn tránh né những câu hỏi, cũng biết chắc rằng chắc chắn ông sẽ khó trả lời, thông suốt cho được. Bởi Bộ Giáo dục hiện nay đang gặp rất nhiều vấn đề. Trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay, thói giả dối đã lan tràn ra khắp nơi. Học giả, kiến thức giả, bằng cấp giả, vân vân đủ cả. Có nhiều trường đứng ra làm dịch vụ chạy bằng cho các quan chức, ông chỉ có bằng đại học trước khi có bằng phổ thông. Vụ trường đại học Đông Đô đã bị khui ra, tuy nhiên chính quyền có khui cũng khui có giới hạn. Bởi nếu khui toạc hết thì lòi ra vô số quan chức đang cưỡi lên đầu dân bằng những tấm bằng giả. Nguy hiểm thay cho một nền giáo dục khi sẵn sàng khoác bên ngoài mặt nạ trí thức cho những quan chức rốt nát. Vậy thì đất nước này không nát mới lạ. Ông Nguyễn Kim Sơn né tránh chất vấn về những vấn đề trong nền giáo dục hiện nay. Chuyện ngân sách dành cho công an quá lớn so với ngân sách dành cho giáo dục đã được đề cập đến trong những bản tin trước đây. Tuy nhiên, đấy chỉ là một khía cạnh và một vấn đề để cho thấy nền giáo dục của Việt Nam không siết cổ giáo viên, không siết cổ phụ huynh là không được. Bởi không siết, tiền đâu mà họ tồn tại. Giáo dục móc túi dân, siết cổ giáo viên, nhưng đảng lại cung cấp cho dân một nền giáo dục tệ hại, một nền giáo dục lạc hướng, không triết lý, phi nhân bản, một nền giáo dục công cụ. Người dân Việt Nam đúng là khổ trăm bề, đã tốn tiền mà chỉ mua được một nền giáo dục dởm. Điều đau nhất là nền giáo dục này đã hợp thức hóa những tên quan rốt thành những kẻ có bằng cấp cao, để cưỡi lên đầu, lên cổ nhân dân tiếp tục. Vậy thì không biết Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như thế nào cho được đây? Thật là mỉa mai.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Giáo dục siết cổ, một kiểu giáo dục phi nhân bản nhưng lại muốn sánh vai cường quốc Nam Châu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.